Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Đây là clip thông tin thông báo về cái việc là và cũng chia sẻ thêm một số vấn đề của tựa game Tú My Love. Thì theo như thông tin chính thức tại fanpage thì đã có thông tin bài viết về cái việc open game. Ngày open chính thức là 19 giờ ngày thứ ba, tức là ngày 10 tháng 5 2022. Tuần sau. Cơ bản thì anh em thấy được rằng ai biết Tú My Love thì là ai là các bạn biết rồi. 6 năm vận hành PC và hiện tại và Võ Lâm PC nó vẫn rất là hot và rất là đình đám, mở server mới là rất là VIP. Thời gian mở server mới thì mình thấy là khoảng tầm 6 tháng hoặc là 5 tháng là mới mở server mới. Cơ bản là game rất là chất lượng Võ Lâm PC. Trước khi nói về mobile thì mình nói sơ về PC. Thực tế phiên bản Võ Lâm PC bây giờ ai cũng có thể mua được, ai cũng có thể sở hữu được, ai cũng có thể làm được. Nó rất rẻ và rất dễ, các bạn vài chục triệu là người ta có nguyên một cái combo đầy đủ, các bạn thích gì chỉnh gì người ta làm hết cho các bạn luôn. Nhưng mấy ai làm được, bởi vì bây giờ mở ai chơi và định hướng game như thế nào, nó ra làm sao, nó rất là khó. Đâu phải là cứ cầm con game vào là mở được, đó là mình nói là Võ Lâm PC. Còn một con game Võ Lâm Mobile mới đình đám thì mình cũng không nói được rồi. Đó là những cái về PC và về Tú My Love. Cho nên là mình mới đánh giá về từ Võ Lâm PC, mình đánh giá được là cái cách vận hành, định hướng quảng cáo PR và cái chất lượng của game là ok. Và bây giờ thì qua bên Thập Đại Anh Hùng với cái tên miền mới Thập Đại Anh Hùng và server mới đầu tiên là server Thái Sơn trên nền tảng mobile. Thì các bạn thấy đấy, hiện tại cũng đã có những thông tin chính thức rồi. Cấp 80 là nhận được một bí kíp 90, nhận bí kíp 90 miễn phí thì không biết là nhận một hay nhận mát đây. Trang bị đồ xanh, đồ kim môn phái, kim môn phái thì các bạn biết rồi, dễ gì kiếm được món đâu. Bán hội là 100 ác trên một bang, đầy đủ tất cả các tính năng tống kim, giả tẩu, vượt ải, viêm đế, phong lăng độ và song bốt. Mấy cái này thì sau này nó sẽ cập nhật, hiện tại thì vẫn có nhưng mà có một vài cái thôi. Đây là một phiên bản thằng Pháp, cơ bản là như vậy. Về thông tin hỗ trợ trang phủ là có hỗ trợ kỹ năng full, luyện hỗ trợ kỹ năng 90 khi đạt cấp 80. Cấp 80 chúng ta đã có hỗ trợ về kỹ năng 90 rồi. Và luyện mát thì chúng ta mua đại thành ở trong kỳ trăng cát. Có gia hỗ trợ một số vật phẩm như sau: 3 bình tiên thổ lộ 1 giờ, một thằng hành phù 3 ngày, thổ địa phù vô hạn sử dụng 3 ngày, vòng sáng tăng thủ là hồi máu mana đến cấp 60, giống như UBC luôn các bạn. Cấp mana đến cấp 60, nhân đôi điểm kinh nghiệm từ cấp 1 đến cấp 60, y chang BC luôn. Cơ bản là áp dụng như BC về kinh nghiệm, về đồ, mọi thứ. Đó là thông tin về open. Thì cũng chia sẻ thêm, hiện tại là nếu như các bạn test thì quái rất mạnh, quái rất mạnh. Cơ bản là quái, mình mặc đồ như thế này, mình mặc trang bị ăn băng nữ quốc như thế này. Chứ còn con boss xanh bằng đồ 9x nó vả một phát là 1000 máu quéo luôn. Boss xanh các bạn nha. Thì cái này mình đã có ý Tú rồi, Tú kêu yên tâm, open là sẽ giảm đam, giảm đam, giảm độ trâu của quái lại để cho anh em có thể luyện cấp, chứ không phải để như thế này đâu. Đó là vấn đề chia sẻ và anh em yên tâm, không có lo lắng có vấn đề là quái mạnh gì cả, sẽ có những cái thay đổi. Và nói về độ mượt game thì anh em nào lên fanpage hoặc là lên xem livestream trên YouTube của Tú My Love thì các bạn đều biết được độ mượt của game. Đi tống kim mở full hình ảnh đánh rất là đã và không hề có hình tình trạng lag. Và đặc biệt là các bạn chơi điện thoại là nó lại mượt hơn PC các bạn nha. Anh em chơi điện thoại mượt hơn PC, PC lâu lâu nó sẽ có tình trạng đích và văng game, nhưng điện thoại thì không. Và hiện tại là vô, có một số anh em chia sẻ là vô nhiều cửa cái giả lập á, là nó bị nó tự văng ra, nó không vào được. Ok, thì cái này thì để mình test thử thêm thì như thế nào, nhưng mà nếu mà có thì đó là cũng là một cái cách để mà hạn chế lo cày tiền. Mà cơ bản game Tú thì cũng không có được lo cày tiền, bán luôn cả vạn trị shop luôn rồi, game sạch sẽ người chơi. Và theo như trao đổi từ Tú thì game sẽ hướng đến cái việc là anh em đi hoạt động nhận nhiệm vụ, hoạt động nhận kinh nghiệm nhiều, chứ còn cày cấp thì kinh nghiệm nó rất là thấp. Và chủ yếu là kinh nghiệm từ hoạt động game là chính, cho nên là cũng chia sẻ cơ bản như vậy. Và tất nhiên sẽ có những cái chi tiết sau khi mình nắm bắt được thông tin, mình sẽ có những cái chi tiết chia sẻ đến anh em để anh em có gọi là có thể hiểu rõ hơn về game Tú My Love, cũng như những bài viết tất tần tật về game Thập Đại Anh Hùng. Sẽ có những clip từ từ để cho các bạn xem, và anh em đừng quên
bấm chuông, đăng ký kênh và like clip giúp mình. Bởi vì mỗi cái like của các bạn đã giúp ủng hộ mình rất nhiều. Cũng như đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi khi có video clip mới. Ở đây là thông tin giúp mình của game. Cơ bản anh em nào đã biết Tú thì không cần mình phải nói nhiều về cái cách làm, về cái định hướng, về cái chất lượng, về cái giá trị và về cái thời gian duy trì bền bỉ của game, của một server. Nó rất là đảm bảo. Cho nên là về phiên bản PC nó đã như vậy thì mobile nó cũng chẳng khác gì nhau đâu. Chỉ có điều là chúng ta điều chỉnh cho nó tương thích so với mobile một tí thôi. Còn về vấn đề lỗi phải game các loại thì đây là một phiên bản game mới hoàn toàn. Cho nên nó phải lỗi là chuyện bình thường. Hồi trước Võ Lâm Y Phăng nó cũng lỗi một thời gian khá dài. Sau đó đến Võ Lâm Thiên Tuyệt Open nó cũng vẫn lỗi. Bây giờ sau hơn 2 năm thì Thiên Tuyệt bây giờ cũng rất là êm. Còn bây giờ thì đây là một tựa game mới hoàn toàn. Và thời gian mà hoàn thành của game này chỉ vài tháng, chứ không phải là quá lâu. Thành ra là chúng ta phải có một cái thời gian để mà điều chỉnh từ từ từng cái một. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó đã ổn và có thể open được rồi. Thì chúng ta open, còn sau này chúng ta có sự điều chỉnh, update sau, đúng không các bạn? Bởi vì đây là một phiên bản trên nền tảng Linux, chứ không phải là nền tảng Win. Cái này thì nói, cái này thì chắc anh em nào mà gọi là biết về nền tảng game, anh em mới hiểu được thôi, chứ còn anh em vẫn không có mơ hồ, không có rõ được là như thế nào là nền tảng Liquid, như thế nào là nền tảng Linux. Ok, đó là những thông tin chia sẻ và cũng như là thời gian open của tựa game Võ Lâm Tú My Love. Anh em nào chưa thực hiện cái việc là like, share thì các bạn hãy thực hiện ngay để chúng ta nhận code với những sự hỗ trợ cơ bản. Và chúng ta sẽ có link tải game tại Share Play. Các bạn cứ lấy Share Play của Android, các bạn bấm thập đại anh hùng sẽ có link tải game và tự cập nhật. Còn về Testfly thì các bạn US thì các bạn tải Testfly và các bạn vào đường link ở dưới phần mô tả của mình hoặc trên màn hình, hoặc là các bạn vào trang chủ thập đại anh hùng.com, chúng ta sẽ có link và các bạn hãy tải về cài đặt và chơi trải nghiệm vậy thôi. Đây là thông tin thông báo về cái việc Võ Lâm Tú My Love. Và nhiều anh em sẽ hỏi ok thế ông có chơi game này không? Đó là điều chắc chắn và đương nhiên không cần phải bàn cãi. Và đây là một tựa game mình sẽ chơi khá lâu dài, bởi vì cái cách làm, cái hướng đi rồi mọi cái của Tú khi mà vận hành một con game thì đảm bảo nó sẽ rất là lâu dài và nó bền bỉ. Cho nên là mình cũng khá là an tâm khi mà chơi cũng như lâu dài với tựa game này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào anh em, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Chào các bạn nha.